nộp khắc phục 42 tỷ đồng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế có thoát án tử. Xem xét khoan hồng cho các bị cáo đưa hối lộ vụ chuyến bay giải cứu. Vụ kế toán xã đấu trúng 23 lô đất, huyện đề nghị tỉnh thanh tra toàn diện. Nộp khắc phục 42 tỷ đồng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế có thoát án tử. Thưa quý vị và các bạn, luật sư cho rằng với số tiền khắc phục hậu quả của bị cáo Kiên theo quy định của Bộ Luật Hình sự và các văn bản có liên quan, nhiều khả năng bị cáo không bị áp dụng hình phạt tử hình. Như đã đưa tin, gia đình cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên mới nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục tổng số tiền khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trước đó, sau khi vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao bị khởi tố, Phạm Trung Kiên đã chủ động trả lại các doanh nghiệp khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình bị cáo nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, gia đình bị cáo nộp 2 lần, lần lượt là 8 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. Theo dõi thông tin phiên xử, thính giả băn khoăn việc bị cáo Kiên và gia đình nộp gần hết số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả có giúp bị cáo được miễn án tử hình. Giải đáp băn khoăn của thính giả, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư Đồng đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc các bị cáo trong các vụ án liên quan đến kinh tế, chức vụ hoặc tham ô tham nhũng nộp tiền khắc phục hậu quả để hưởng sự khoan hồng của pháp luật thời gian gần đây trở nên khá phổ biến. Tội nhận hối lộ là một dạng của tội tham nhũng, tùy thuộc số tiền nhận hối lộ cùng các tình tiết định khung. Người phạm tội có thể đối diện các khung hình phạt khác nhau. Trong trường hợp số tiền nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Trong đó điểm B khoản 1 điều này quy định, người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả được coi là một tình tiết giảm nhẹ. Luật không quy định rõ mức đền bù thiệt hại hay khắc phục hậu quả cụ thể là bao nhiêu thì người phạm tội sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế xét xử, mức đền bù thiệt hại, khắc phục hậu quả phải tương xứng với thiệt hại gây ra, người phạm tội mới được giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ điểm C khoản 3, điều 40 Bộ Luật Hình sự hiện hành, trong trường hợp người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình. Khoản 2 điều 5 Nghị quyết số 3 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, cũng quy định trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử. Trong vụ đại án trên có thể thấy không chỉ bị cáo Kiên chủ động khắc phục hậu quả mà cả gia đình, người thân bị cáo cũng chủ động nộp lại số tiền 15 tỷ đồng. Điều này không chỉ thể hiện bị cáo đã ăn năn, hối cải với hành vi phạm tội của mình, mong muốn khắc phục hậu quả mà còn thể hiện trách nhiệm của gia đình bị cáo với cộng đồng, xã hội. Luật sư Tiền cho biết, như vậy với số tiền khắc phục hậu quả của bị cáo Kiên là 42 tỷ đồng, theo quy định của Bộ Luật Hình sự và các văn bản có liên quan, bị cáo Kiên sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình. Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết thêm, hiện nay trên thế giới đã có nhiều quốc gia xem xét bỏ hình phạt tử hình, đặc biệt là đối với các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, việc quy định các trường hợp không thi hành án tử hình trong Bộ Luật Hình sự là bảo đảm tính nhân văn của pháp luật hình sự Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Về bản chất, những tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế hay tham nhũng đều nhằm mục đích vụ lợi, đạt được lợi ích về vật chất. Mặt khác, việc đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tham nhũng cũng chủ yếu dựa trên căn cứ xác định những lợi ích vật chất mà người phạm tội đạt được để từ đó quyết định tội danh và khung hình phạt. Chính vì vậy, nếu người phạm tội dù có bị phạt tù chung thân hay bị tử hình mà không có cơ chế để họ trả lại tài sản tham nhũng hay khắc phục hậu quả thì cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Xem xét khoan hồng cho các bị cáo đưa hối lộ vụ chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị lại mức án cho 9 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, theo hướng giảm nhẹ 1 năm hoặc cho hưởng án treo. Trong đó có 4 bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ. Cụ thể, Vũ Thủy Dương từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 4 đến 5 năm. Bị cáo Phạm Bá Sơn từ 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 đến 40 tháng. Bị cáo Tào Đức Hiệp 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 đến 40 tháng. Bị cáo Trần Quốc Tuấn, công ty Vichato bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm. pháp luật nghiêm minh nhưng cũng khoan hồng. Đối với những trường hợp có thể vận dụng giảm nhẹ hình phạt, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị lại mức án cho 9 bị cáo chính là thể hiện sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật. Đối với những bị cáo trong nhóm đưa hối lộ, theo lời khai công khai trước tòa, họ hoàn toàn thụ động, có những trường hợp chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Trong một doanh nghiệp, sếp phân công nhân viên đi đưa tiền cho ai đó thì việc của cấp dưới là chấp hành. Lúc đó không ai nhận thức được hành vi của mình là đưa hối lộ mà chỉ suy nghĩ đơn giản là làm việc mà mình được cấp trên giao cho. Ngay cả những cán bộ chức vụ cao như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của đại diện 13 doanh nghiệp để tạo điều kiện khi cấp phép chuyến bay. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hơn 25 tỷ đồng, nhưng vẫn cho rằng không nhận thức được cầm chừng đó tiền là nhận hối lộ mà xem như là quà cảm ơn. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, còn những bị cáo khác thuộc nhóm đưa hối lộ, cho dù họ có chức vụ cao trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chính trong việc đưa tiền cho các quan chức, nhưng họ cũng không phải hoàn toàn chủ động mà chủ yếu bị ép buộc. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, đã thuê máy bay, đã bỏ tiền ra đặt cọc, họ phải đưa tiền để được cấp phép. Như bị cáo Trần Thị Mai Sa, công ty Masterline nói, bị cáo rất lo lắng sau chuyến bay đầu tiên không thể tổ chức và bị cáo phải bán nhà, bị cáo rất run như chim sợ cành cong vì không còn nhà để bán nữa. Câu nói sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả, không chỉ dành riêng cho bị cáo Trần Thị Mai Sa mà nhiều doanh nghiệp khác. Đương nhiên muốn sếp biết thì doanh nghiệp phải biết điều. Những bị cáo đưa hối lộ vì bị ép buộc, vì bị đẩy vào đường cùng, tưởng cũng nên xem xét để được hưởng sự khoan hồng. Vụ kế toán xã đấu trúng 23 lô đất, huyện đề nghị tỉnh thanh tra toàn diện. Huyện đề nghị tỉnh thanh tra toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quỳnh Lưu đề nghị cấp trên vào cuộc thanh tra vụ kế toán xã đấu giá đất để xử lý toàn diện, khách quan, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã nhận được báo cáo từ Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu về việc đề nghị thanh tra toàn diện việc tổ chức đấu giá 56 lô đất ở xã Quỳnh Hưng. Đây là khu đất đấu giá liên quan đến việc một kế toán xã đấu trúng 23 lô đất trị giá gần 30 tỷ đồng, nhưng sau đó Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu không công nhận kết quả do vi phạm quy định pháp luật. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, ngày 20 tháng 6, huyện này tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng. Kết quả đấu giá thành công 56 lô với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 85 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Văn Trọng trúng đấu giá 23 lô đất đang khiến dư luận quan tâm bởi ông Trọng làm công chức kế toán xã Quỳnh Bá. Quỳnh Bá là em ruột ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Tổ trưởng Tổ giám sát đấu giá, người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm. Việc này có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã quyết định không công nhận việc ông Trọng trúng đấu giá 23 lô đất, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, yêu cầu công ty tổ chức đấu giá làm báo cáo giải trình sự việc. Trong quá trình xử lý vụ việc, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu nhận thấy đây là nội dung khó khăn, phức tạp, về mặt pháp lý đang có nhiều quan điểm khác nhau. Văn bản Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu nêu rõ, để đảm bảo tính toàn diện, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện việc tổ chức đấu giá 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng để kết luận và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Một lãnh đạo thanh tra tỉnh Nghệ An cho hay, việc thanh tra tổ chức đấu giá 56 lô đất ở xã Quỳnh Hưng sẽ được thực hiện theo chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vì đây là thanh tra đột xuất, không nằm trong kế hoạch thanh tra từ đầu năm. Trước đó, theo thông báo kết luận của Thường trực huyện ủy Quỳnh Lưu ngày 11 tháng 7, giao Đảng ủy xã Quỳnh Bá chỉ đạo chi bộ, nơi đảng viên sinh hoạt, kiểm điểm ông Trọng. Giao Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Bá tổ chức kiểm điểm ông Trọng để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 7. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Bá, nơi ông Trọng đang công tác cho hay, phía xã chưa tổ chức họp kiểm điểm ông Trọng theo thời hạn của huyện ủy giao như trên do đang chờ hướng dẫn tiếp theo của huyện.